Hello nha em. Sắp lên lại cái GS Zendesk anh em ơi. Một trong những cái dòng quay như là nồi đồng cối đá nha anh em. Xe còn rất là đẹp luôn nha. Xe này giá ban đầu phép chào anh em 24 triệu. Anh em phép quay phép giảm 22 triệu nha anh em. Tại vì cái xe này nó chắc lắm. Đó, anh em coi máy đẹp. Mấy cái này giờ anh em tưởng tượng đi, 22 triệu. Anh em mua anh em về xài gia đình. Nó rồi anh em cầm 22 triệu anh em vô hết, anh em mua thử một chiếc. Xe nào tầm giá thử anh em đi với nó. Đi không lại đâu nha anh em ơi. Nói gì cái độ bền với cái độ kêu là đẹp luôn, im ngon. hai lẻ sáu thì kiểu bô này nó có dĩ anh em ha, bô có dĩ, mặt nạ nó cũng mặt nạ một tầng, ốc tán bạc sơn quá đẹp. Thùng sơn dạ yên. Cái yên này chắc có lọt rồi anh em. Mấy cái gác chân nó còn chưa có bắn nè anh em. Dành về ok anh em ha. Xe này không gài để lâu, để tuốt được đó. Nãy giờ ra xả xăng dư rồi đó nè. Đập mấy phát nó mới nổ. Đậu quá lâu. Lốc đẹp quá luôn. Ốc tán này đúng là bảy màu rồi. Thấy không? Nồi đồng cối đá. GS mà tầm này 206 mà tầm này là kiếm cũng chui nè. Chui kiếm đấy. Nó cũng thuộc dạng đợi đầu rồi. Đây nè, mặt nạ nó chân lùi à. Cái 27, 28 bắt đầu nó đi mặt nạ khớp. Hay là còn gọi là mặt nạ 2 tầng. Nên giờ coi đầu bò đây nè. Nè. Thấy không? Đẹp gì móc tự nhiên luôn. Dòng này phải gọi là máy trâu. Nãy thấy dành chứa nó có lủng lỗ xíu nè. Xíu nè. Ở đầu cây tâm. Công nhận cái đồ xi xe hồi xưa. Đó, nhìn nó sáng trưng chứ đó. Mà nó một bãi trong một đá nha. Mà cái nước xi của nó là không bao giờ mà bị sét. Kinh thiệt chứ. Nè thấy không? Nè lủng ở trong rồi nè. Bền lắm anh em ơi. Mua cái xe này chạy bây giờ nó cũng thấy đẹp. Cục máy hết hình tung cục máy đẹp. Rồi, nổ máy đi. Xe này đậu lâu quá hư bình anh em ơi. Hư bình rồi. Nồi chả bật bật. Đó, cái máy này anh em nghe nè. Hết có biết cái máy. Hôm nay chịu em thấy xứng đáng để mua anh em ơi. Với giá tiền này, tầm giá này. Hết cho biết cái máy.
chất thì nước cắt thiệt ha. Đó, máy nổ anh ti đó. Quá đẹp. Rồi em thấy nên chốt nha anh em ơi. Xe này nói chung em mua về chạy ráp, đi giao đồ, giao đặt, đi lao động rồi là hết ý luôn ha. Với cái tầm 22 triệu là mua chiếc xe này á, có thứ để dòm để chơi với ta anh em ơi. Chứ giờ vô xe mới bây giờ mua chán lắm. Đầu bò này vuông vấn, không có gì mày để coi đâu. Bô thì cổ kiết thì thòng, với chạy chưa chân là cắt co hàng cổ rồi. Máy nổ lào gào anh em ha. Đó, đó là ý kiến cá nhân của em nha anh em ơi. Còn anh em nào muốn lựa chọn gì thì tùy. Rồi, anh em chốt nhớ alo nhé. Xin cảm ơn.